hộ chủ nghĩa Việt Nam được tự do hạnh phúc, bản cam kết sửa chữa hợp đồng. Tên tôi là Hồ Duy Hãnh, số chiếu PO 1379275, sinh ngày 18/1/1994. Tôi đã trúng tuyển vào đơn hàng công ty hữu hạn nhựa Kim Dương, địa chỉ Vân Lâm, Đài Trung, công ty sản xuất đồ nhựa. Trong công việc tôi sẽ theo sự sắp xếp và làm việc của chủ quản. Trong nhà máy tôi đi sang Đài Loan với hợp đồng 2 năm 7 tháng 10 ngày. Tôi hiểu rõ hợp đồng của tôi có thời hạn lên đến 12 năm theo luật lao động Đài Loan, và năm thứ 5 tôi có thể để làm thẻ cư trú dài hạn. Tôi viết bản cam kết này cho biết tôi đã hiểu rõ về hợp đồng để tránh sau này tôi cố tình không hiểu gây khó dễ cho công ty sau này có kiện cáo gì. Đây là bằng chứng tôi nói dối. Hà Nội ngày 29/5/2023, người cam kết ký tên Hồ Duy Hãnh.